Xin chào các bạn, hôm nay chúng ta sẽ nói về một đề tài đó là triệu phú ở Mỹ. Triệu phú ở Mỹ. Triệu phú ở Mỹ có bao nhiêu người? Họ làm thế nào trở thành được triệu phú? Họ có gì khác biệt với những người Việt Nam ở trong đất nước Việt Nam chúng ta không? Vậy chúng ta cùng vô clip thôi nha, cho các bạn đỡ và tốn thời gian. Nước Mỹ bây giờ có khoảng là 19 triệu người. Nước Mỹ bây giờ có khoảng 19 triệu người là họ là triệu phú. Tổng dân số nước Mỹ có khoảng là 331 triệu dân. Tổng dân số nước Mỹ có khoảng là 331 triệu dân. Và trong 331 triệu dân đó thì có khoảng 19 triệu người là triệu phú. Thì có nghĩa khoảng 6% tổng dân số nước Mỹ, họ là triệu phú. Như vậy triệu phú nước Mỹ như thế nào gọi là triệu phú đây? Thì các bạn cứ lấy tổng tài sản của các bạn đang có trừ đi những cái nợ nần mà các bạn đang thiếu người khác. Lấy tổng tài sản của mình trừ đi cái nợ nần của mình, cái còn lại của mình hơn 1 triệu thì chúng ta gọi là triệu phú. Cái đó là cách tính của người ta. Thì trong cái số 16 triệu người, 19 triệu người là triệu phú này á, thì họ thấy rằng có khoảng 61 phần những người mà từ 61 tuổi trở lên á, trong cái số 19 triệu người triệu phú này, cứ người 61 tuổi trở lên thì họ có tài sản khoảng, gọi là họ có tổng số tiền là khoảng là 3.050.000, khoảng 3 triệu, khoảng hơn 3 triệu một chút. Và trong cái tổng số 19 triệu người đang là triệu phú này đó, thì hơn 85% của họ là triệu phú tự thân. Là triệu phú tự thân, nghĩa là những người triệu phú mà xây dựng sự nghiệp bởi hai bàn tay trắng. Có nghĩa rằng cứ 100 người bên ngoài kia là triệu phú thì hết 85 người hơn số đó là họ sẽ làm, họ gọi là họ xây dựng sự nghiệp của họ từ không có gì cả. Còn cái số lại 15% kia, cái số 15% kia có thể là họ được hưởng lại thừa kế những cái đồng tiền của những người khác để lại, giống như gia đình, cha mẹ, họ hàng, hoặc là trúng số chẳng hạn. Như vậy thì chúng ta vô cùng tìm hiểu ha, là làm sao họ trở thành triệu phú, họ có những đức tính gì, họ làm cái gì khác chúng ta không, họ có làm gì khác các bạn và mình không mà làm giúp họ trở thành triệu phú. Thì như các mọi người chúng ta cũng khá hiểu rồi, thì các bạn đi bây giờ mà đi lên trên YouTube mà muốn coi về những gọi là sách làm thế nào trở thành triệu phú, hoặc là làm sao chúng ta trở thành một người giàu có, làm thế nào cho chúng ta trở thành một người thành công, thì nhiều vô số kẻ vàng thau lẫn lộn, không biết đường nào mà mò, cứ giống như là giống như là chúng ta đi trong gọi là thầy mù sờ voi vậy đó. Ông thì sờ thấy cái đuôi thì thấy con voi hình thù như thế này, ông thì sờ thấy cái giò thì của con voi á thì thấy nó hình thù như cái này, ông nhìn sờ cái vòi của nó thì lại thấy hình thù như cái này. Thì nhiều khi chúng ta như gọi là thầy bói, thầy mù mà sờ voi vậy. Nên hôm nay hy vọng cái clip này sẽ ngắn gọn lại cho các bạn chỉ có một đức tính sẽ giúp các bạn trở thành triệu phú, hoặc là chỉ có một đức tính, chỉ cần một đức tính mà thôi, có thể sẽ giúp các bạn không phải trở thành triệu phú thì cũng có một cuộc sống có ý nghĩa hơn cho chính các bạn, và cho chính những người thân yêu của các bạn vào trong cái cộng đồng hoặc nơi các bạn đang sống. Nói cho nó dễ thì bây giờ kể một câu chuyện đi ha. Vì có một anh kia, anh có 10 người kia, có 10 người kia họ đi làm, gọi là Việt Nam mình gọi là làm phụ hồ đó, làm xây dựng. Thì các bạn đã biết rồi, làm phụ hồ, làm xây dựng Việt Nam thì nó rất là cực nhọc và nó mệt mỏi. Thì công trung bình một người thợ hồ của Việt Nam và người thợ của đi làm tại Việt Nam lúc này thì có thể được 200 ngàn đồng một ngày, có thể được 300 ngàn, 500 ngàn, 600 ngàn. Thì bây giờ chúng ta cứ lấy cái con số trung bình là 300 ngàn đồng một ngày. Thì có 10 người thợ đi làm xây dựng thì họ làm được khoảng 300 ngàn đồng một ngày, có nghĩa là khoảng 15 đô một ngày. Thì mọi ngày thì họ cũng đi làm và họ cũng đi về thôi. Thì sáng sớm dậy đi ra đi làm thì quần quật rất là mệt mỏi. Thì đa số những cái công việc này nó mệt mỏi thì buổi chiều người ta hay tập trung lại với nhau, anh em tập trung lại với nhau, mấy người hùng vô với nhau khoảng 20-30 ngàn, có nghĩa là khoảng 2-3 đô, cũng không là bao nhiêu cả, để mà có thể ngồi với nhau mua vài xị, vài chai uống với nhau cho nó vui, cho nó quên đời đi đó. Người ta dùng Việt Nam thường hay dùng từ là uống rượu vào cho say là quên đời, quên những chuyện gì đang xảy ra. Thì tháng ngày cái trôi qua thì có một anh kia, anh ta khoảng 24-25 tuổi, anh ta cũng đi làm thợ hồ và anh ta từ nơi khác tới thành phố Sài Gòn chẳng hạn anh đi làm. Thì anh ta cứ thấy ngày này qua tháng nọ thì anh ta mới nhận ra một điều như vậy. Anh ta bảo ngày hôm nay tôi còn trẻ thì tôi còn sức tôi làm như vậy, mai mốt tôi già tôi không hết sức, tôi tại sao là tôi làm được như thế này.
Thì sau khi đánh đo 3 đêm và bao nhiêu lần anh ta suy nghĩ 3 đêm thì anh nhận ra rằng nếu mà tôi cứ đi làm y chang như vậy và ngày nào tôi cũng muốn làm xong để ngồi uống bia uống rượu và gọi là nhậu nhẹt với anh em như thế này thì cuộc đời tôi mai mốt cũng sẽ về đâu. Sau khi anh ta suy nghĩ vậy thì anh ta mới nhận ra cái hoàn cảnh của anh ta. Cái này các bạn để ý nha, cái này rất là quan trọng đây. Anh ta nhận ra hoàn cảnh của anh ta theo sự tự nguyện. Các bạn, khi mình nhận ra cái hoàn cảnh của mình, tự nguyện bản thân mình nhận ra hoàn cảnh của mình, cái này là không ai thể chỉ được mình cả và không ai ép buộc được mình cả. Chỉ khi nào chúng ta tự nguyện chấp nhận nhận ra hoàn cảnh của mình thì anh ta mới thấy được những giá trị của việc mà anh ta cần phải làm trong tương lai. Lặp lại một lần nữa, khi chúng ta tự nhận ra bản thân, khi chúng ta chấp nhận bản thân, không phải là chúng ta chấp nhận bản thân là một cái sự anh hùng nhất trong những sự anh hùng, có nghĩa là chúng ta chấp nhận những gì sai của mình, chấp nhận những gì yếu kém của mình, và anh ta hiểu được những giá trị và việc anh ta cần phải làm trong tương lai, thì anh ta mới thấy rằng ok, để bây giờ tôi có thể thay đổi được bản thân tôi thì bây giờ buổi chiều tôi sẽ không nhậu nữa. 20-30 ngàn có thể là không bao nhiêu, nhưng mà từ năm này tháng nọ nó trở thành rất là nhiều. Một buổi chiều tôi không đi về, tôi không phải là sau khi tôi làm mà tôi bay vô tôi ngồi tôi nhậu nhẹt hoặc tôi đi la cà nữa. Và buổi chiều tôi đi về thì tôi làm gì? Tôi sẽ đi những cuốn sách tôi đọc. Tôi đọc về xây dựng, tại vì tôi làm nghề xây dựng mà. Tôi đọc về cuốn sách xây dựng. Tôi đi học thêm, tại vì hồi xưa anh ta cũng có hoàn cảnh là khi anh ta học tới lớp 9, lớp 10 anh ta đã nghỉ học. Thì bây giờ thì anh ta phải đi học làm học bổ túc. Từ Việt Nam học bổ túc. Hoặc là bên Mỹ là học đi học trường college sau giờ đi làm. Thì bên đây cũng rất nhiều người sau giờ đi làm là họ đi học thêm trường college để làm gì? Để trao dồi thêm kiến thức và lấy bằng cấp. Thì anh ta cũng y chang vậy thôi. Thì anh ta tốn hết mấy năm trời liên tục anh ta đi học để làm gì? Để lấy lại những cái căn bản hồi xưa anh ta đã mất. Thì trong thời gian anh ta đi làm, anh vừa đi làm vừa đi học vậy, thì anh ta nói với những người chủ của những cái công trình nơi anh ta làm, nó là thôi bây giờ thì cho tôi ở đây đi, buổi tối giờ cho tôi ở lại công trình đi, để mà gì, vừa là tôi vừa cái coi gọi là vật liệu đang để ở công trình, và cái hai là các bạn sẽ được bớt, ông chủ sẽ bớt đồng tiền để mướn những người phải coi những cái đồ đạc này, tôi ở lại đây tôi coi luôn. Một công đôi ba việc, thứ nhất anh ta sẽ bớt đi tiền gì, tiền nhà tiền cửa, cái thứ hai anh ta lại được gì, được tại ở nơi đó, bớt thời gian đi tới đi lùi di chuyển. Thì khi mà anh ta bớt những thời gian di chuyển, anh ta có thêm thời gian cho anh ta gì, nghỉ ngơi và học hành. Và khi anh ta ở đó thì anh bớt những đồng tiền, thì anh lại để dành những đồng tiền anh ta không đi nhậu, không hút thuốc, những đồng tiền anh ta không phải trả tiền nhà thì anh ta để dành nó lại. Thì các bạn thấy đó, anh ta vừa để dành được đồng tiền và anh ta vừa trao dồi kiến thức cùng một lúc. Thì ngày tháng trôi qua, 3-4 năm trời trôi qua, có những người bảo hàng này hàng điên, làm cái này không mai mốt không biết được cái gì, làm cái này thì rút cục cũng chẳng đi ra đâu chẳng hạn. Nhưng mà các bạn luôn luôn nhớ như vậy, cái ước nguyện của các bạn, những cái giá trị của các bạn nên làm á, các bạn không cần phải chia sẻ với ai hết. Khi chúng ta chạy, chúng ta đi bộ chậm á, thì chúng ta có thể nói chuyện được với người kế bên. Nhưng mà khi chúng ta chạy nhanh á, thì chúng ta không thể nào nói chuyện được. Các bạn cứ thử ngày mai ra đi với một người nào đó và hai người cùng chạy, chạy thật là nhanh trên đường, thì các bạn có nghĩ lúc đó có nói chuyện được với nhau không? Tại sao vậy? Tại vì lúc đó chúng ta phải giữ hơi thì mới chạy được. Thì lúc này anh ta đang chạy thì anh nhận được cái ra hoàn cảnh của mình và anh thấy được cái giá trị của những việc anh ta đang làm, thì lúc đêm vì vậy anh ta chạy nhanh lắm. Thì công việc mọi ngày như mọi ngày thì mỗi ngày thì tay nghề anh ta được tăng được khá hơn, được more improvement, có nghĩa là tay nghề anh ta mỗi ngày được khá hơn, từ thợ phụ lên thợ chính, cộng thêm những kiến thức anh học, cộng thêm những cái thời gian anh bỏ ra anh đi học thêm những gọi là những kiến thức trở thành gì, anh học vẽ nè, anh học về những nơi mà bán vật tư vật liệu nè, anh biết những nơi nguồn gốc của vật tư vật liệu, và anh ta biết vẽ và cấu trúc của một xây dựng. Thì tốn khoảng tới 13-14 năm sau, có nghĩa là lúc này anh ta khoảng 35-37 tuổi rồi, có nghĩa là anh ta phải trải qua một thời gian khá dài. Thì lúc này mọi thứ nó trở thành gì, nó tới, thành quả nó tới cho anh ta, kiến thức anh ta có, kinh nghiệm anh ta có, những đồng tiền không đi nhậu, những đồng tiền mà anh ta để dành thì có 20-30 ngàn mà bây giờ nó trở thành được vài trăm triệu cho anh ta.
Nhưng luôn những nơi mà anh ta đáng nhẽ phải đi ở, nhưng ở ở nhà thì anh ta ở những cái công trình lây lất từ nơi này nơi nơi kia, những đồng tiền đó anh ta để dành lại. Và bây giờ anh ta có mọi thứ, có kiến thức, có học thức, có kinh nghiệm đường đời và có một số vốn lận lưng, thì anh ta bắt đầu làm gì? Anh ta bắt đầu đi mua những căn nhà, gọi là những căn nhà, gọi là căn Việt Nam gọi là căn nhà nát á. Còn bên đây mà các bạn để ý thì có những người gọi là flip á, flip house. Flip house có nghĩa là họ mua những căn nhà cũ đứt cũ ràng này, họ vô họ sửa. Thì anh ta những ngày anh ta nghỉ trong tuần 7 ngày thì 5 ngày anh ta vẫn đi làm bình thường, còn 2 ngày còn lại anh ta nghỉ. Đáng nhẽ như mọi người 2 ngày nghỉ là họ đi chơi đi này đi kia thì anh ta không. Anh ta lấy 2 ngày còn nghỉ đó của anh ta đi coi những căn nhà nát đó. Và với cái kinh nghiệm, kiến thức của anh ta, với những cái nơi mà anh ta biết được vật tư vật liệu, anh ta tiết kiệm, và với cái sức lực của anh ta đã làm những căn nhà nhà nát đó trở thành những căn nhà đẹp đẽ và anh ta bán đi lấy lời. Và cứ vậy, cứ vậy, cứ vậy, cứ vậy. 5, 10 năm sau, 7, 8, 10 năm sau, lúc này anh ta khoảng 40 mấy gần 50 tuổi rồi. Thì anh ta lúc này đã lại có được một số vốn rất lớn trong tay. Thì những người hồi xưa đang cười nói anh ta, khoảng 20 mấy 30 năm trước đang cười của anh ta, thì bây giờ mới nhận được rằng sức lực mình không còn nữa. Sức lực mình không còn nữa và không thể nào làm được nữa. Thì bây giờ nhìn anh ta, thế lại thì lại nói cái câu là thằng này may mắn. Chắc tới đây các bạn cũng đã hiểu được một chút về cái sự gọi là triệu phú ở Mỹ, hoặc là triệu phú tự thân ở đâu cũng vậy. Tại Mỹ lúc này cũng vậy và mọi nơi trên thế giới này cũng vậy. Để mà các bạn muốn trở thành triệu phú hoặc là cho một đời sống có ý nghĩa thì các bạn chỉ cần nhận ra một việc mà thôi, thì có một đức tính mà thôi. Thấy được giá trị của việc mình đang làm. Lặp lại một lần nữa. Các bạn chỉ cần thấy được giá trị của việc của các bạn đang làm. Khi các bạn thấy được những giá trị của những việc của các bạn đang làm thì những ngày tháng mà buổi sáng các bạn dậy sớm nè, thức khuya dậy sớm nè, ăn, gọi là Việt Nam ông bà mình nói câu gì đó, buôn tàu buôn bè không bằng ăn ghẻ ăn sẻn, buôn tàu buôn bè không bằng ăn ghẻ ăn sẻn. Những cái sự gọi là vươn lên, cố gắng, tự lập tự cường, nhẫn nại hy sinh, còn là những cái đức tính mà nhiều khi mình nghe nói có cảm giác như là mình phải cố gắng đè bản thân mình xuống, cố gắng bẻ bản thân mình trái bên phải, cố gắng có nghĩa là sửa đổi mình để mà mình làm được cái đó, thì nó lúc đó nó không phải là nó trở thành nặng nhọc giống như những người khác nhìn vào nó vậy, giống như anh phải làm, không phải vậy nữa. Tại vì trước bạn nhận ra được cái giá trị, thứ nhất bạn nhận ra được hoàn cảnh của các bạn, nhưng mà cái quan trọng nhất là các bạn nhận ra được cái giá trị của cái việc các bạn đang làm. Khi các bạn nhận ra được cái giá trị của những việc các bạn đang làm thì tự nhiên các bạn là những con người sẽ tự nguyện, những con người sẽ tự nguyện đi làm những việc cần phải làm để các bạn nhận được những giá trị đó. Thì khi các bạn thấy được cái giá trị các bạn được nhận được thì mọi những việc khác trong đời, giống như dậy sớm gì đi, các bạn đang nghĩ đó là chuyện rất là nhỏ, những chuyện rất là bình thường, những chuyện chẳng gì lớn lao cả. Không đi nhậu 10 năm có chết thằng nào đâu. Thì các bạn thấy được cái giá trị của các việc các bạn đang làm. Tại Mỹ này cũng vậy, những người thành công tại Mỹ, những người trở thành triệu phú tại Mỹ, và trong đó cũng có rất nhiều người Việt Nam. Không, không có người đang ngồi trước máy camera này thì không biết nha. Thì không biết. Nhưng mà rất có những người Việt Nam bên Mỹ này, họ cũng là triệu phú. Thì họ cũng như anh cái anh mà làm xây dựng kia vậy. Họ ban ngày cũng đi làm, ban đêm đi học, ngày nghỉ thì học thêm, trau dồi thêm kiến thức, trau dồi thêm bản thân, luôn luôn hướng tới sự gọi là tươi đẹp. Các bạn trồng cái cây trong nhà đó, mọi cái cây thì sao không cần biết các bạn trồng ở đâu thì nó cũng đều hướng ra gì, hướng ra mặt trời mọc. Cái cây không cần biết các bạn trồng trong nhà, trồng ngoài vườn, trồng góc nào chăng nữa, tự nhiên cái cành, cái lá của cái cây nó luôn hướng gì, nó hướng tới cái nơi mà có ánh sáng mặt trời. Thì khi mà các bạn nhận ra được giá trị của việc các bạn đang làm thì mọi những thứ các bạn đang phải bỏ ra đều trở làm gì, trở thành rất là nhẹ nhàng, trở thành rất là nhẹ nhàng. Đó là một cái chia sẻ của mình hôm nay đối với các bạn trẻ ngoài kia, với những người mà chúng ta nhiều khi bỏ thời gian quá nhiều trong những thứ mà chúng ta không có thay đổi được bản thân. Thì hy vọng những cái clip nhỏ này của mình xin giúp được các bạn nhận ra một cái gì đó trong cuộc sống của các bạn
và khi các bạn nhận ra các bạn đang ở đâu hoặc là hoàn cảnh của mình như thế nào, và các bạn thấy được những giá trị của việc các bạn đang làm trong tương lai, thì các bạn không những có một cuộc sống nó hạnh phúc hơn, hoàn hảo hơn. Tuy rằng chưa chắc chúng ta làm đó, chưa chắc chúng ta làm những cái việc đó mà chúng ta có thể thành công được, chưa chắc. Nhưng mà có một cái chắc chắn rằng, nhưng mà có một cái chắc chắn như thế này: nếu các bạn không làm thì các bạn sẽ không bao giờ có làm được cái vấn đề đó. Nếu các bạn không làm thì chắc chắn các bạn sẽ không bao giờ làm được những việc các bạn muốn làm. Nhưng mà các bạn làm thì hay may ra có cơ hội, có những cái phần trăm các bạn sẽ đạt được những việc mà các bạn muốn làm. Vậy nha, một lần nữa xin cảm ơn các bạn theo dõi clip. Xin chúc các bạn ngoài kia có một cuộc sống an bình, an hòa. Đi làm, thứ nhất nuôi dưỡng bản thân, thứ hai làm tròn nhiệm vụ và trách nhiệm của mình trong xã hội mà mình đang sống, để mà mọi người ở nơi nào cũng vậy, để chúng ta có thể vươn lên. Đây nghĩa là làm tốt bản thân, làm tốt trong mọi hoàn cảnh mà chúng ta đang trong cái hoàn cảnh của mình. Một lần nữa xin cảm ơn các bạn theo dõi clip. Xin bye bye các bạn.